Cha Chánh Xứ mới trình bày bổ nhiệm thư của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, lên Cha Hạt trưởng Hạt Chí Hòa để Ngài công bố bổ nhiệm thư cho Cộng đoàn Giáo xứ. Xin kính mời. Bổ nhiệm thư kính gửi Cha Phaolô Nguyễn Văn Giáo, linh mục dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Cha Phaolô thân mến, xét vì lợi ích mục vụ chung của giáo phận và giáo xứ Tiếp Âm, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của một số người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm Cha làm linh mục chính xứ giáo xứ Tiếp Âm. Vậy nhân bổ nhiệm thứ này, Cha cố gắng thu xếp để chấm dứt nhiệm vụ cũ rời nhà thờ Lâm Hòa 35/40/9 đường Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình về nhà thờ Khiết Tâm 28 Long Hưng, phường 7, quận Tân Bình thi hành nhiệm vụ mới đại giáo xứ chậm nhất là ngày 15/9/2017. Tôi xin Thiên Chúa của lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô ban lành của Cha thương chúc thành và nhân đỡ Cha trong nhiệm vụ mới này, để nhờ nhiệt tình công đồ của Cha cũng đoàn dân Chúa giáo xứ Khiết Tâm luôn tiến bước trên đường sống tin mừng yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ tin mừng này cho mọi người xung quanh. Làm tại tòa Tổng Giám mục ngày 9/8/2017, Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục. Giờ đây, Cha Tân Chánh Xứ tuyên xưng đức tin Công Giáo mà Ngài có trách nhiệm sống và hướng dẫn cộng đoàn. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo, với đức tin vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong kinh Tin Kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phong-si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức Thánh Kinh hay Thánh Truyền, và mọi điều Giáo Hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải. Khi Giáo Hội dạy như thế bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát,
tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do Hội Thánh xác quyết liên quan đến giáo lý và đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo Mục Đoàn trình bày. Khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý định xác quyết. Sau khi đã tuyên xưng đức tin, cha Tân Chánh Xứ tuyên thệ trung thành, vâng phục đấng bản quyền, giảng dạy dân Chúa theo đúng ý của Chúa và giáo hội. Tôi là Phêrô Nguyễn Văn Giáo, khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ giáo xứ Khiết Tâm, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương, nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo và cổ võ kỷ luật chung của giáo hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của giáo hội, đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các đức giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ đức tin chính thức thầy dạy, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của giáo hội. Ngoài ra, tôi sẽ vui lòng phục vụ các giám mục giáo phận để hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm, được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Giờ đây, cha Tân Chánh Xứ đặt tay phải lên cuốn Thánh Kinh, tay trái úp trước ngực và nói lên tâm tình phó thác của mình. Nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Đức Giám Mục hướng dẫn cha Tân Chánh Xứ đến, kéo chuông nhà thờ, ngồi vào ghế chủ tọa, đến giếng cử hành bí tích rửa tội, ngồi nơi tòa giải tội, mở cửa nhà tạm và xông hôn mình Thánh Chúa. Các nơi này diễn tả vai trò và trách nhiệm mục tử của Ngài trong cộng đoàn. Ngồi vào ghế chủ tọa. Linh Mục Tân Chánh Xứ ngồi ghế chủ tọa tại cung thánh trước cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Khiết Tâm. Điều này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo cộng đoàn, chủ tọa mọi cử hành phục vụ trong cộng đoàn. Kéo chuông nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ là tiếng chủ chiên quy tụ đoàn chiên trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Tiếng chuông nhà thờ cũng là tiếng kêu gọi của Thiên Chúa đánh thức những ai đang ngủ mê trong mê lầm của tội lỗi và thánh hóa thời gian cho Thiên Chúa.
cử hành bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội làm chúng ta nên con Thiên Chúa và nên thành phần của Hội Thánh. Cha Tân Chánh Xứ sẽ cử hành bí tích rửa tội để làm tăng triển Hội Thánh và cách riêng cộng đoàn của cha. Nơi đây cũng hướng lòng cha về một sứ mạng quan trọng, sứ mạng truyền giáo. Ngồi nơi tòa giải tội. Linh mục Tân Chánh Xứ ngồi nơi tòa giải tội. Tòa giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử khi chữa lành những chiên đau yếu, khi giải hòa mọi hối nhân về với Chúa, thanh tẩy và thánh hóa những tội nhân lên công chính. Mở cửa nhà tạm và dâng hương mình thánh Chúa, xin mời cộng đoàn quỳ. Nhà tạm là nơi lưu giữ mình thánh Chúa. Từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử và cộng đoàn. Vì thế, việc cử hành thánh lễ và ban phát của ăn thiêng liêng cho cộng đoàn là trách nhiệm quan trọng bậc nhất của vị mục tử. Nghi thức nhận chức của cha Tân Chánh Xứ kết thúc.